chung có trả thật. Đây là vườn dâu tại Lấy Thiêu, người ta bán vé vào vườn với giá là 50.000 một người, và vào đây thì ăn thoải mái. Và tôi thấy có rất nhiều khách tham quan đang leo cây để hái. Cùng với dâu thì những loại trái cây khác trong vườn có khá nhiều nhưng nó còn non không ăn được, đó là mít tôm nữ, cái gì ăn rồi? Măng cục, măng cục chưa tết, chanh, đặc biệt là cây chanh này đang rụng đầy đất nhưng mà chanh thì không ai ăn được rồi. Và bưởi, bưởi này cũng còn non. Như vậy là sau khi vừa vào vườn cây ở Lấy Thiêu này với giá 50.000 một người và tôi chỉ ăn được khoảng 10 đá dâu. 10 đá dâu là nhiều lắm đối với tôi rồi. Và như thế là bắt đầu đi ra thôi. Còn những trái cây khác thì nó còn non và còn sống, không ăn được. Còn như vậy là kết thúc một buổi tham quan tại vườn cây Lấy Thiêu và ăn được 10 trái dâu với giá là 50.000. Và được nhìn ngắm rất nhiều loại trái cây khác.